Có những ngày cuối tuần mà thời tiết sẽ đập tan mọi kế hoạch của bạn. Và đây, tuần này là một ví dụ đối với mình. Một đợt khí lạnh ùa về là mình chui ra khỏi giường còn khó, huống gì là đi ra ngoài khám phá đó đây. Vậy thì bạn thường làm gì trong những ngày như vậy? Đây là một chiếc video về những việc mình làm để cuối tuần không trôi qua một cách vô nghĩa. Khi mình sống ở ngoại ô, không có bạn bè, cũng không nhiều quán xá, thì mình sẽ tận hưởng theo cách bình yên của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã click vào đi video này, hy vọng sẽ lan tỏa được sự tích cực đến mọi người. Đầu tiên là mình sẽ đi mua cây, nhà mình còn chưa có nhiều cây cho nên là mình muốn mua thêm để cho nhà thêm xanh. Let's go! Cây này thấy lạ lạ, không biết là cây gì hết. Họ còn bán hạt để mình trồng. You're so cute. nhỏ xinh xinh này, không lựa được thêm nữa tại vì họ đã đóng cửa rồi. Mọi người thấy trời nắng đẹp không, nhưng mà ở ngoài đang là gần 0 độ C á. Ơ không, 5 độ, hồi sáng đây là 0 độ C nhưng mà bây giờ là 5 độ C, rất là lạnh luôn. Mình lại tiếp tục đi qua Lowe's coi có cái cây nào để mua nữa không. Hồi nãy đi đường mình có thấy một chiếc food truck cho nên bây giờ mình sẽ quay lại mua để ăn thử. Let's go. Mình order xong rồi, bây giờ họ đưa cho cái này nè, xong rồi đi ra xe ngồi, nếu mà nào họ làm xong thì nó rung rung vô rồi mình đi lấy. Trời ơi, nó kêu ôm sầm rồi. Later. Mình có hai cái thùng đồ mà mình không dùng nữa để mình sẽ mang đi donate, mình sẽ mang đi tới Goodwill để những cái nào mà còn xài được thì họ sẽ bán lại với giá rẻ hơn cho ai cần thì họ có thể mua. Để mang đi donate cho Goodwill. Mm-hmm.
rất là thích ăn xoài. Đi chợ cho em uống được một ly gong cha nữa. The next day. Sẽ đi mua củi về để tối đốt lò sưởi. Bây giờ mình sẽ bỏ 5 đô cho tao lấy một bó. Mấy lần rồi nhưng mà mình không có mua được, là tại vì cứ đi ngang qua là thấy cái thùng đó nó trống không, không có củi gì hết trơn. Cho nên là hồi nãy mình vô thì mình đọc mình mới thấy là buổi chiều tối là họ sẽ mang vô, họ không có để ngoài nữa. Hồi xưa là họ để ngoài, xong rồi có một người họ tới, họ lấy giống như họ lấy 5 cái bundle luôn, họ lấy 5 cái bao đó luôn mà không có trả tiền đồng nào hết. Cho nên là bây giờ buổi tối họ người ta sẽ mang vô, rồi buổi sáng người ta mang ra lại. Khi mình còn ở Sài Gòn á, nơi mà mình trưởng thành và phát triển, thì mình có bạn bè nè, có các mối quan hệ, mình có mọi điều kiện và sự tiện nghi, thì mình cũng chỉ ra ngoài vừa đủ, gặp gỡ vừa đủ. Mình vẫn dành thời gian cho bản thân và quen với cuộc sống riêng tư của mình. Thì bây giờ tuy là sống ở một thành phố nhỏ hơn tại Mỹ, các mối quan hệ thì chưa có nhiều, gia đình thì ở xa, văn hóa cũng có một chút khác biệt và sự tiện nghi cũng không còn nữa. Thậm chí mình còn đang work from home, là làm việc tại nhà, mình không có gặp đồng nghiệp mỗi ngày, nhưng mình vẫn luôn tận hưởng cái sự yên tĩnh này. Vì đối với một số bạn đó là sự nhàm chán, nhưng mà đối với mình thì không phải vậy. Đi camping ở ngoài được thì mình camping ở trong nhà. Friend.